Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, hãng thông tấn Hàn Quốc John Hap ngày 21 tháng 3 đưa tin, Ủy ban Cấm vận Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tập đoàn Dior đang hợp tác làm việc để xác định điều tra nghi vấn về chiếc túi đen mà em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong Un đã mang theo trong chuyến thăm Nga vào tháng 9 năm ngoái. Theo báo cáo thường niên được công bố vào ngày 20 tháng 3, bởi hội đồng chuyên gia ủy ban cấm vận Triều Tiên. Trao đổi giữa ủy ban này và Dior đã diễn ra vào tháng 10 tháng 11 năm 2023. Trước đó, một số phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin. Theo bức ảnh được truyền thông Triều Tiên đăng tải, chiếc túi mà bà Kim Yo jo Jong xách theo được cho là sản phẩm của Dior. Được biết, bà Kim Yo jo Jong nghi mang túi sách Dior trị giá 7.000 đô la Mỹ. Để xác nhận liệu điều này có vi phạm lệnh cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Triều Tiên theo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của hội đồng bảo an hay không. Ủy ban Cấm vận Triều Tiên lần đầu tiên gửi thư thắc mắc cho Dior vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Trong thư hồi đáp vào ngày 16 tháng 11 năm 2023, Dior cho biết, người ta cho rằng đây là mẫu túi sách của chúng tôi, nhưng rất khó để xác nhận liệu nó có phải là hàng thật hay không nếu chỉ dựa trên hình ảnh. Dior cho biết, mẫu này được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2019. Đây là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của chúng tôi, được bán trên toàn thế giới, trong đó bán chạy nhất ở châu Âu và Mỹ. Về mạng lưới cung cấp sản phẩm Dior sang Triều Tiên, tập đoàn khẳng định Dior tuân thủ các quy định cấm bán hoặc chuyển hàng xa xỉ sang Triều Tiên nhưng không biết về mạng lưới cung cấp sang Triều Tiên. Trong diễn biến khác, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Ki Hee đang đối mặt với một vụ bê bối có thể ảnh hưởng tới kết quả một cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 4 năm 2024. Bê bối túi Dior nổi lên sau khi tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ chọn cách im lặng trước sóng dư luận bắt nguồn từ một video phát hồi tháng 11 năm 2023 của kênh Voice of Seoul trên YouTube. Đoạn video được ghi hình bí mật cho thấy đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận một chiếc túi Dior của một mục sư người Mỹ gốc Hàn vào tháng 9 năm 2022. Mục sư Choi được biết đến là người tham gia các hoạt động liên quan đến Triều Tiên, ủng hộ chính sách xích lại gần Bình Nhưỡng. Chiếc túi Dior có giá khoảng 2.300 đô la Mỹ, có thể khiến bà Kim Kyung Hee vi phạm luật chống hối lộ. Vụ việc có thể sẽ không gia tăng nếu đó chỉ là một chiếc túi không tên tuổi hoặc của một thương hiệu bình thường, giá chỉ vài trăm nghìn hoặc một vài triệu đồng. Nhưng chiếc túi là Dior, một thương hiệu từng được vương phi Diana yêu thích, Lady Dior. Trong lịch sử 77 năm hình thành, thương hiệu Dior luôn định vị là hàng hiệu cao cấp, có hơi hướng cổ điển. Chiếc túi mà bà Kim được tặng có giá lên tới hơn 55 triệu đồng Việt Nam. Chiếc túi xa xỉ có giá cao cũng đồng nghĩa với việc nó có thể khiến người nhận rơi vào tội tham nhũng. Lực lượng hậu thi ở Yemen đã đảm bảo với Trung Quốc và Nga rằng tàu thuyền của hai nước này có thể đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden mà không bị tấn công. Hãng tin Bloomberg ngày 21 tháng 3 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc và Nga đã được thỏa thuận trên với lực lượng Houthi sau các cuộc đàm phán tại Oman giữa các nhà ngoại giao hai nước này với ông Mohammed Abdel Salam, một trong những nhân vật chính trị hàng đầu của lực lượng Houthi. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ lý do vì sao Houthi công bố thông tin này. Nguồn tin cho biết thêm, đổi lại, Nga và Trung Quốc có thể đưa ra sự ủng hộ về chính trị đối với lực lượng này tại các cơ quan, tổ chức quốc tế, ví dụ như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hồi tháng 1 vừa qua, Ông Mohamed Al-Bukhaiti, một quan chức cấp cao của Houthi khẳng định, vùng biển xung quanh Yemen vẫn an toàn đối với những tàu không có mối liên hệ với một số quốc gia, trong đó có Israel. Ông này nhấn mạnh, đối với những quốc gia khác, bao gồm Nga và Trung Quốc, hoạt động vận chuyển trong khu vực không bị đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng bảo đảm an toàn cho tàu của họ vì tự do hàng hải đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi. Thỏa thuận trên được công bố trong bối cảnh tình hình bất ổn gia tăng trên biển đỏ khi lực lượng Houthi liên tục tấn công các tàu thương mại quốc tế ở khu vực này kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, đồng thời tuyên bố rằng các vụ tấn công này nhằm phản đối kế hoạch quân sự của Israel ở Gaza. Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải thực hiện những chuyến đi dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi. Mỹ và Anh đã tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Nga, Trung Quốc và Houthi chưa bình luận về thông tin. Hồi tháng 1, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản bảo trợ, theo đó lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Houthi đối với tàu thuyền. Houthi nói chỉ tấn công các tàu liên quan Israel, Anh và Mỹ, Tuy nhiên lực lượng này có vẻ đã nhận diện sai một số tàu và Nga cùng Trung Quốc có thể muốn sự bảo đảm lớn hơn. Trong tháng này, Houthi tấn công tàu Chu Confidence, Houthi nói rằng tàu này của Mỹ, nhưng theo Bloomberg, con tàu đã được chuyển nhượng cho một công ty khác không phải của Mỹ. Hồi cuối tháng 1, các tên lửa cũng phát nổ gần một tàu chở dầu Nga gần Yemen. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một phát ngôn viên của Houthi nói với báo chí Nga rằng các tàu hàng của Nga và Trung Quốc không cần lo bị tấn công. Houthi là nhóm vũ trang đối lập lớn nhất tại Yemen hiện kiểm soát khoảng 1 phần 3 lãnh thổ nước này, trong đó có thủ đô Sanaa cùng một số đô thị lớn. Từ cuối tháng 11 năm 2023, nhóm vũ trang này liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu trên biển đỏ với lý do đưa ra là để phản đối Israel phát động chiến dịch quân sự vào giải Gaza hôm 7 tháng 10 năm 2023. Theo một số báo cáo, đến nay đã có ít nhất gần 70 lượt tàu trở thành mục tiêu tấn công của Houthi, trong đó một tàu chở dầu đã bị chìm và một số khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt, Cuộc tấn công tên lửa của Houthi và tàu hàng True Confidence ngày 6 tháng 3 vừa qua đã khiến ba thủy thủ thiệt mạng, trong đó có một thuyền viên Việt Nam. Ngày 21 tháng 3, Ngoại trưởng 5 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar, Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã gặp Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine PLO, kiêm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề dân sự của chính quyền Palestine Hussein Ansay tại thủ đô Cairo nhằm thảo luận nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Hamas-Israel tại giải Gaza trong thông cáo chung, người phát ngôn bộ ngoại giao Ai cập cho hay nội dung của gặp bao gồm nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại giải Gaza, khả năng chắc chắn đạt được một lệnh ngừng bắn và việc tiếp cận hàng viện trợ toàn diện. Thông cáo cũng nói rõ ngoại trưởng năm nước Ả Rập đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện, đồng thời mở toàn bộ cửa khẩu giữa Israel và giải Gaza nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển hàng cứu trợ. Các ngoại trưởng cũng nhắc lại sự phản đối với mọi kế hoạch di tản người dân Palestine khỏi các vùng lãnh thổ của họ. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Israel có kế hoạch thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố Rafah, phía nam Gaza, nơi có khoảng 1,5 triệu người Palestine di tản đang sinh sống. Quan chức ngoại giao của năm nước Ả Rập này có cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng với ông Hussein Ansay vào cùng ngày tại Cairo. Ông Hussein Ansay được coi là nhân vật được tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tín nhiệm và đóng vai trò trung gian trong các cuộc liên lạc với phía Israel cũng như ngoại trưởng năm nước Ả Rập trên. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết chuyến thăm của ông Blinken tới diễn ra sau chặng dừng chân ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần thứ 6 tới Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Blinken kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Về phía Hamas, một thủ lĩnh cấp cao của phong trào này, ông Osama Hamdan cũng đã đánh giá phản hồi của Israel đối với đề xuất mới nhất của Hamas liên quan thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Gaza là tiêu cực tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục ở qatar tại họp báo ở beirut liban ông hamdan xác nhận các bên trung gian tại qatar đã truyền đạt quan điểm của israel đối với đề xuất của hamas nhưng quan điểm này không đáp ứng nguyện vọng của người dân palestine ông đánh giá phản hồi của israel là một bước lùi so với quan điểm đã được công bố trước đó và có khả năng cản trở thậm chí đẩy đàm phán vào bế tắc tuy nhiên ông không nêu chi tiết quan điểm của israel cách đây ít hôm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Rafah đang được tiến hành, nhưng hoạt động này sẽ mất một thời gian. Ông Netanyahu cho biết sẽ sớm phê duyệt kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Rafah, nơi có khoảng 1,5 triệu người Palestine đang nương náu. Tuần trước, Hamas đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả khoảng 42 con tin để đổi lấy 20 đến 50 tù nhân Palestine cho mỗi con tin. Ông Netanyahu bác yêu cầu của Hamas về việc thả con tin để đổi lấy tù nhân Palestine đồng thời phê duyệt kế hoạch triển khai kế hoạch quân sự tại Rafah. Kế hoạch này của Israel đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng nước này, ông Ahmed Attab và người đồng cấp Pháp Stephen Sejone đã có cuộc điện đàm thảo luận về những diễn biến ở giải Gaza. Thông báo nêu rõ, hai bộ trưởng đã thảo luận về tình trạng thảm khốc mà người dân Palestine ở giải Gaza đang phải đối mặt trong bối cảnh xung đột hiện nay. Hai bên nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần nhanh chóng can thiệp và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và vô điều kiện tại vùng lãnh thổ này. Hai bộ trưởng nhất trí khôi phục tiến trình hòa bình nhằm đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài và toàn diện cho vấn đề Palestine dựa trên các nguyên tắc của giải pháp hai nhà nước. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đang bị bóp nghẹt khi Israel và Hamas không thể dung hòa các mục tiêu mà hai bên hướng tới. Các nhà đàm phán Israel muốn tìm cách giải cứu hàng chục con tin bị giam giữ ở Gaza cũng như được tự do nối lại chiến dịch tấn công để loại bỏ Hamas sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Ngược lại, Hamas về cơ bản muốn tìm đường sống cho họ, thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và có thể duy trì ảnh hưởng ở Gaza thời kỳ hậu chiến dù không còn là phe kiểm soát khu vực. Đây là hai mục tiêu đối nghịch đã cản trở Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trong nhiều tháng qua. Thu hẹp khoảng cách giữa hai bên trở thành ưu tiên cấp bách đối với chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden khi họ đang cùng các trung gian đàm phán là Qatar và Ai Cập giúp Israel và Hamas đàm phán thỏa thuận. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ả Rập Xê út và Ai Cập với hy vọng thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Các bên trung gian đàm phán mô tả đàm phán là cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn kế hoạch tấn công của Israel vào Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết đã nói rõ với Tổng thống Biden rằng ông sẽ không từ bỏ kế hoạch đầu quân vào thành phố phía nam giải Gaza. Ông Netanyahu nói với ủy ban quốc phòng và đối ngoại của Quốc hội Israel. Mục tiêu của chiến dịch có thể tóm gọn là phá hủy hoặc loại bỏ khả năng quân sự cùng vai trò lãnh đạo của Hamas, trả tự do cho tất cả con tin và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel. Ông nhấn mạnh điều này đòi hỏi họ phải loại bỏ những thành viên còn lại của Hamas ở Rafah. Ông nói: "Chúng tôi quyết tâm làm điều này". Cũng liên quan đến xung đột ở giải Gaza, tờ The Times ở Israel đưa tin ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas, hoạt động ở Qatar mới đây cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đang diễn ra ở Doha, Qatar, sau khi quân đội Israel đột kích vào Ansifa, bệnh viện lớn nhất ở giải Gaza. Quân đội Israel tiến hành cuộc đột kích đó, nói rằng những thủ lĩnh cấp cao Hamas đã quay trở lại sử dụng bệnh viện Ansifa làm trụ sở hoạt động chính. Cuộc đột kích trên diễn ra trước khi các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian được nối lại ở Doha. Vòng đàm phán này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Israel đánh giá đây là vòng đàm phán phức tạp, đồng thời bày tỏ sự bi quan về khả năng đã được một thỏa thuận. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al Ansari nói rằng các quan chức Qatar lạc quan một cách thận trọng về các cuộc đàm phán. Ông Al Ansari lưu ý việc lãnh đạo David Bania của cơ quan tình báo Mossad quay trở lại Israel sau khi ông này dẫn một phái đoàn đàm phán của Israel đến Doha. Ông Al Ansari còn cảnh báo rằng việc Israel quyết tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, nơi có khoảng 1,5 triệu người Gaza đang trú ẩn, có thể làm hỏng các cuộc đàm phán israel khẳng định bốn tiểu đoàn trang bị súng trường và tên lửa của hamas đang ở rafa thuộc nam gaza và phải bị loại bỏ trước khi xung đột có thể kết thúc theo reuters thủ tướng israel benjamin netanyahu đã từ chối lời kêu gọi của tổng thống mỹ joe biden là dừng kế hoạch tấn công trên bộ vào rafa